là đẹp luôn. 3 triệu. Kính xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những cành đào đẹp của mùa xuân. Đây, chị này mua được cành đào nhiều nụ nhiều nọc. Em chào chị. Dạ. Cành đào chị mua bao tiền đi ạ? Vâng, chúc mừng chị nhiều hoa thế. Dạ. Chị mua rẻ nhỉ? Wow, chốt liên tục mùa xuân rực rỡ với hoa đào, quý vị và các bạn tới ủng hộ nhà vườn. 100 cành đào. Wow, quý vị và các bạn thấy. Quá nhiều nụ. Wow. Wow, siêu nụ. Cùng mua 200k. 200.000 thôi các bạn ơi. Quý vị và các bạn tới ủng hộ. 200.000 các bạn đến đây ủng hộ nhà mình nha. Bây giờ đào mùa xuân vừa rẻ vừa vừa rẻ vừa đẹp. Vâng, vừa rẻ vừa đẹp, đào đón rầm đón riêng các bạn ơi. Ở đây mình thấy còn nhiều quý vị và các bạn. Wow, rất rực rỡ. Hôm nay mùng 10 rồi. Bây giờ mình tới là 15 giờ chiều. Những bông hoa đào đang khoe sắc xuân. Rất đẹp quý vị và các bạn, những bông hoa đào nở to. Tràn ngập đào giá rẻ. 502 cành đào hiền. Anh chị tới mua đào về chơi xuân đi ạ, thay vì mua hoa khác, mua đào đẹp hơn nhiều. Rất nhiều nụ. Chị cho 10 viên V1 bật hết. Vâng. Nhiều đào. Hôm nay mùng 10 Tết rồi. Những cành đào nở muộn. Đây đây này em ơi. Vẫn mời quý cô chú anh chị cùng Nhật đi một vòng. Hai chị mua. Em ơi, đây đây này. 250 cành, cành đào Việt. Cành đào 5 cành. Quá. Wow. Rất đẹp. Và rất đẹp và rất rẻ, quý vị tới ủng hộ. Vừa bán vừa tặng. Nhà mình năm nay đào đầu mùa rất nhiều các bạn đến đây, xong rồi mình vừa bán vừa tặng các bạn để đón giật các bạn ơi. Mấy cái cành đào như này là chị chào giá bao nhiêu? Cành này nhiều nụ này. Cành này đừng bán là 200 bạn ạ. Wow, 200 quý vị và các bạn. Cái này mà bỏ ra phải tầm khoảng gần 1 mét. Cái này to đẹp mà. Vâng. Siêu đẹp siêu lộng lộng này. Vâng, quý vị và các bạn thấy này, hoa to này. Đúng Nhật Tân các bạn ơi. Siêu đẹp siêu lộng lộng này các bạn. Đúng Nhật Tân xịn này. Thắm hoa ra đào. Vâng. Các bạn. Rực rỡ. Ôi, năm nay em thấy còn nhiều nhỉ? Ờ, nhà mình ra riêng mà còn nhiều lắm các bạn. Các bạn đến đây ủng hộ mình nhá. Những cành đào nở muộn. Vâng. Mình muốn các bạn về cắm đón dần phòng riêng các bạn ơi. Chơi đến rằm tháng riêng luôn. Vâng, các bạn cắm cái canh này thì liên quan đến rằm tháng 2. Đúng to, quý vị và các bạn đây. Như ngón tay. Wow. Không chơi cái gì rẻ bằng chơi đào. Vâng, bền các bạn ạ. Wow. Vừa bền vừa đẹp vừa rẻ. Mua đào chú ơi. Đấy, chào các bạn, mời các bạn về đây mua đào cho mình nha. Mình vừa bán vừa tặng các bạn luôn. Đây, một cành hiền như này là đừng có 300.000 các bạn ạ. Wow, cành đào huyền này 300. Rất rẻ mà đẹp các bạn ạ. Dài tầm khoảng 1m6 quý vị và các bạn.
Đây quý vị và các bạn nhìn này, lũ này. Wow. Đào già gốc cổ mà đào Nhật Tân bây giờ nó mới nở. Trong cái mà nở thì cành này mình được hơn tiền một tí, nhưng bây giờ nó nở thì mình cũng bán vừa tặng các bạn luôn. Vâng, đấy quý vị và các bạn vừa mua đào vừa được tặng. Nhưng mình tân nụ thôi các bạn. Vâng. Đây kể cả răm đào rất là đẹp. À, đấy quý vị và các bạn thấy răm đào này. Răm đào siêu đẹp các bạn ạ. Ui giời. Chi chít. Chi chít siêu đẹp. Cây cành này rất là đẹp này các bạn ạ. Vâng. Một cành huyền đẹp như này phải có 500 nghìn đấy các bạn ạ. Cành này bao nhiêu vậy chị? 500 ạ. Wow. Quý vị và các bạn, cành này dài 2m. 500. Đấy. Cành đấy à. Quý vị và các bạn, có chơi hoa mùa xuân gì? 100 đúng rồi đây. Chị nãy chị vừa bảo 100. Vâng. Siêu nụ. Vâng. Vâng. Đấy các chị chọn mỗi người một cành rồi nó vẫn đi tìm tiếp. Tại vì rẻ quá. Vâng. Vâng. Mời quý vị cùng Việt thưởng thức những bông hoa đào đang khoe sắc xuân. Ngoài ra còn có cả những cảnh mận, quý vị và các bạn, những cảnh hoa mận. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt, hãy tặng em Việt một like ạ. Và quý vị lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây mình thấy các cô cũng còn nhà vườn cũng đang bán những cành đào huyền. Mua đào em ơi. Khách khách ơi. Đào giá rẻ em ạ. Vào làm cành mà về mà chơi. Đào giá rẻ cô ơi. Đào này rẻ lắm. Cô mua là giảm. Vừa giảm vừa tặng. Cô này cô hỏi. Wow. À, nhà chị bán cả bên này à? Đây hiện đấy còn cả gốc đào rất đẹp quý vị và các bạn. Vâng, cái này là họ cắt điệu làm thế khác, mình chỉ cắm lên nước là nó tươi ạ. Vâng. Ê chị ơi, 3 tiền thì cây này 500. Vâng. Các bạn ơi, bán ra đây giảm bao tiền mình bán mà các bạn ơi. Không, em để bán thờ thì không rời đâu. À thế thì bạn để cây vừa vừa này giá bạn 200 thôi. Các bạn lấy cây này, bông hoa đào to. Siêu lù lọc, siêu rẻ các bạn ơi. Trong chợ đào mình thấy còn rất nhiều. Các bạn ơi đây. Đẹp, rất đẹp. Đây có cả những cái cành đào ta năm cánh rất là đẹp các bạn ạ. Đúng rồi. Đây còn có một số cành đào phai năm cánh. Cành đào phai năm cánh đỏ, màu đỏ thắm. Quý vị và các bạn tới trả giá chị còn bớt nữa quý vị và các bạn. Thì thấy chị bán rất nhanh nhẹn. Wow, những
bông đào phai năm cánh Nhật Tân. Này là ngày mùng 10 tháng giêng rồi. Mình mời quý vị cùng Việt đi một vòng. Rất nhiều. Đây quý vị và các bạn chợ. Nốt những bông hoa đào đang khoe sắc xuân. To, quý vị và các bạn thấy. Đây, hoa đâu vào tay của Việt. Thủ đô Hà Nội từ sáng đến giờ nắng to quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng Việt đi tiếp. Lần sau quay. Chỗ này thì nó phải được quay. Mời quý vị thưởng thức những bông hoa đào. Chị đang bán một cành này trong dừa siêu nụ. Thế ngoài này vẫn còn. Quý vị và các bạn thấy, thấy ba ngón tay của em. Đây mình thấy đầu năm này các cô trưng bày ra ngoài đường này, đúng không các bạn? So với trong Tết thì mình thấy rẻ hơn phải khoảng 100. Đoạn này Việt thấy cũng còn nhiều quý vị và các bạn. Nhà vườn nác đác còn một số cành.
và các bạn đấy. Còn rừng, rừng đá. Cảnh này nở hết rồi. Cảnh to dài 2-3 mét. Nguyên khu. Vậy cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi xem một vòng chợ hoa đào Quảng An. Đây, du khách đã chọn cho mình những cảnh, những cảnh hoa mận, dăm đào về thấy còn rất nhiều hoa các bạn. Mình cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt. Wow, siêu nụ.